Chính quyền Liban hôm qua thông báo cấm máy nhắn tin và hộ bộ đàm trên các chuyến bay từ sân bay Beirut sau vụ hàng nghìn thiết bị này phát nổ gây thương vong. Theo hãng thông tấn nhà nước Liban, Cục Hàng không Dân dụng nước này đã yêu cầu các hãng có chuyến bay xuất phát từ Beirut thông báo với hành khách về việc máy nhắn tin và bộ đàm bị cấm mang lên cho đến khi có thông báo mới. Các thiết bị này cũng bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không. Ít nhất 37 người đã thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương khi máy nhắn tin và bộ đàm do các thành viên Hezbollah sử dụng phát nổ trong hai đợt tấn công hôm 17 và 18 tháng 9. Chính quyền Liban và phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban cáo buộc Israel đứng sau vụ tấn công này. Tuy nhiên, phía Israel chưa đưa ra bình luận.